Chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi hay ở chưa bao giờ lỗi mốt với truyền thông và người hâm mộ, nhất là trong thời điểm bản hợp đồng của huấn luyện viên người Hàn Quốc với VFF chỉ còn tính bằng tháng. Trả lời với truyền thông Hàn Quốc về tương lai của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã úp mở việc gia hạn hợp đồng với VFF. Dù tôi có muốn đi chăng nữa nhưng nếu VFF không đồng ý thì cũng không thể được. Liên đoàn đề nghị hợp tác tiếp mà chúng tôi từ chối thì cũng không nên chuyện, nên cả hai bên cần đạt thỏa thuận. Câu trả lời nước đôi của chiến lược gia đến từ xứ Kim Chi được đánh giá là vô cùng khôn khéo trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, bởi hợp đồng của ông với VFF chỉ còn đến ngày 31 tháng 1 2022, trong khi đó ông còn nhiều chiến dịch lớn ở nửa cuối năm này và không muốn vì chuyện hợp đồng mà mất tập trung với các mục tiêu đã đề ra. Người hâm mộ Việt Nam cũng bày tỏ sự nôn nóng muốn VFF nhanh chóng đàm phán để gia hạn hợp đồng với vị huấn luyện viên tài năng này. Đây có lẽ là điều mà VFF mong muốn, nhưng nếu đặt câu hỏi ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo có nên gia hạn hợp đồng với VFF hay không, thì câu trả lời phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại là có. Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam tháng 10 2017, lúc ấy ông chỉ là một huấn luyện viên có tên tuổi ở Hàn Quốc. Nhưng bất ngờ, ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên nhiều kỳ tích từ khu vực đến châu lục. Những danh hiệu ấy, chính những người làm bóng đá Việt Nam chỉ dám nghĩ đến trong mơ trong suốt một thời gian dài. Ông gia hạn hợp đồng với VFF vào tháng 1 năm 2019. Bản hợp đồng này có giá trị 2 năm kèm theo điều khoản sẽ tự động gia hạn nếu như hai bên không có ý kiến gì khác. Đồng thời, trong 6 tháng cuối của bản hợp đồng, đôi bên có quyền đàm phán với đối tác khác. Điều này có nghĩa bây giờ cả VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đều có quyền đàm phán và lựa chọn một đối tác tốt hơn. Với bảng vàng thành tích dài cùng bóng đá Việt Nam trong suốt 4 năm qua, có rất nhiều ông lớn sẽ đưa huấn luyện viên Park Hang-seo vào tầm ngắm của mình. Họ có thể sẵn sàng trả ông mức lương cao gấp 3, 4 thậm chí là hơn nhiều so với VFF. Tất nhiên, với danh tiếng lúc này của mình ở châu Á, ông Park hoàn toàn có thể có một biến độ mới với sự đãi ngộ mà ông cho rằng là xứng đáng so với Việt Nam. Quay trở lại quá khứ, nhà cấm quân người Hàn Quốc đến với Việt Nam khi nền bóng đá của chúng ta ở thời kỳ khủng hoảng nhất, đứng ở vực sâu nhất. Chính vì thế, ông không phải chịu áp lực quá nhiều về thành tích. Nhà cấm quân này cũng có thêm nhiều thời gian hơn để làm cách mạng bóng đá, thay đổi những điều cần thiết để đạt được yêu cầu về mặt chuyên môn. Hơn nữa, đúng thời điểm đó, lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam cũng xuất đạo. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải đều đã có chỗ đứng ở các giải trẻ. Trước đó, họ được đào tạo ở những lò bóng đá hàng đầu Việt Nam. Chính vì thế, đôi bên gặp nhau giống như cá gặp nước, hợp tác ăn ý và đi đến thành công. Tuy nhiên, thành công ở Việt Nam không đồng nghĩa với việc ông Park sẽ thành công ở một nền bóng đá khác. Câu chuyện về người đồng nghiệp Akira Nishino của ông mới đây là một ví dụ. Nếu so với lý lịch, rõ ràng Park Hang-seo còn kém người đàn em một bậc. Lương của ông cũng chẳng bằng ông Nishino. Dẫu sao, ông Nishino là huấn luyện viên từng vào tới vòng 1/8 World Cup 2018, còn ông Park cũng vào tới bán kết World Cup 2002, nhưng chỉ với vai trò trợ lý huấn luyện viên. Hơn thế nữa, lứa cầu thủ của ông Nishino tiếp nhận cũng là lứa cầu thủ đẳng cấp mà huấn luyện viên Keati Sắc đã rèn rũa trên thị trường chuyển nhượng. Họ bỏ xa các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng dù ông Nishino cũng không giữ được ghế của mình sau 2 năm ở Thái Lan, người tiền nhiệm trước ông Nishino là Milolan Rajevac cũng là một huấn luyện viên dự World Cup và cũng ra đi nhanh chóng chỉ vì không có thành tích. Nói như vậy để thấy lương cao đãi ngộ hấp dẫn sẽ đi kèm với những áp lực và mục tiêu nhất định. Hơn nữa, từ giờ cho đến nửa đầu năm sau là thời điểm mà các giải đấu lớn rục rịch khởi tranh. Huấn luyện viên và đội bóng cần mất một thời gian mới có thể hiểu rõ tư duy, triết lý của nhau. Bởi vậy, sẽ chẳng có ai mạo hiểm đánh đổi thành tích của mình để tìm một người mới dẫn dắt đội tuyển quốc gia một cách gấp rút như thế. Chỉ cần đi sai một nước, có thể mất trắng cả sự nghiệp đã gây dựng. Bản thân ông Park chắc chắn cũng không tự đưa mình vào thế khó. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo muốn gia hạn hợp đồng, VFF sẽ chẳng có lý do gì để từ chối. Thứ nhất, trong trường hợp ông Park sẽ chia tay Việt Nam vào cuối tháng 1 năm sau, nghĩa là trước khi kết thúc vòng loại World Cup 2022. Bởi thế, trong trường hợp không thể giữ chân được ông Park, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chiến dịch này trong nửa đầu năm 2022 với một vị tướng mới, một lối chơi mới và không có gì đảm bảo là vẫn giữ được hiệu quả như trước. Thứ hai, không riêng gì vòng loại World Cup, AFF Cup cũng sẽ diễn ra từ mùng 5 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1/2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo dù muốn dù không cũng chịu ảnh hưởng bởi chuyện sẽ tiếp tục gắn bó hay ra đi vì không thể tìm được tiếng nói chung. Lúc ấy tham vọng bảo vệ ngôi vương AFF Cup của đội tuyển Việt Nam sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng vì thật khó để tin cả đội sẽ tập trung cao độ nhất khi tương lai người thầy của mình vẫn còn đang dang dở. Hai giải đấu lớn trước mắt, AFF Cup và vòng loại World Cup đều là những mục tiêu của bóng đá Việt Nam đặt quyết tâm rất cao để chinh phục. Hơn ai hết, VFF thừa hiểu vai trò tối quan trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc trong thành công suốt thời gian qua. Thứ ba, trong quá khứ, không ít lần bóng đá Việt Nam tin tưởng vào các huấn luyện viên ngoại với hy vọng có thể đem tư duy định hướng phát triển của nền bóng đá tiên tiến hơn áp dụng vào Việt Nam.
thế nhưng hàng bao con người tới từ Nam Mỹ, châu Âu đều khăn gói ra đi. Phần vì không phù hợp với triết lý, phần vì không chung tầm nhìn, cho tới khi huấn luyện viên Park Hang-seo cập bến, bóng đá Việt Nam mới tìm được một mảnh ghép thực sự hoàn hảo. Định hướng phát triển lâu dài từ lứa trẻ, đội tuyển U22 đến đội tuyển quốc gia, tất thảy được quy hoạch và nâng tầm đáng kể, không chỉ chuyên môn, những hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý cũng được xoa dịu và cải thiện. Việt Nam không còn sợ người Thái, cũng chẳng ngán khi đụng độ Tây Á. Bóng đá Việt Nam giờ đây có thể tự tin đương đầu với mọi đối thủ và không còn tâm lý lo sợ như trước. Rõ ràng với những gì đã thổi vào bóng đá Việt Nam, thật khó để tìm một vị huấn luyện viên nào có duyên và hợp đất như ông Park. VFF chắc chắn sẽ tìm những lý do trên mà sẵn sàng trói chân ông Park, cho dù ông có đòi hỏi cao hơn về lương bổng thì VFF cũng sẽ suy nghĩ để đáp ứng. Kể từ khi ngồi vào ghế nóng của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được VFF tin tưởng và tín nhiệm. Ông được toàn quyền quyết định về mặt nhân sự, được VFF cùng các ban ngành ưu tiên tạo điều kiện để đội tuyển đạt tối đa hiệu quả về chuyên môn. Trong mỗi chiến dịch, thầy trò ông Park Hang-seo luôn nhận được sự động viên của chính phủ, ban ngành các cấp cũng như người hâm mộ. Với những lần đầu tiên của lịch sử, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vực dậy tình yêu bóng đá đã vơi cạn với người hâm mộ Việt Nam. Trong suốt 4 năm qua, người Việt Nam luôn dành cho huấn luyện viên sinh năm 1959 một tình cảm đặc biệt. Người dân Việt Nam coi ông là biểu tượng thành công của bóng đá nước nhà. Từ chấp niệm bóng đá thắng đến giờ, người hâm mộ đã biết thế nào là thứ bóng đá đẹp, thế nào là thứ bóng đá cảm xúc. Ở quê nhà Hàn Quốc, từ một huấn luyện viên chẳng ai cần, giờ huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở thành người hùng trong mắt công chúng. Sức ảnh hưởng của ông vượt qua cả làn sóng Hollywood thống trị xứ Kim Chi hơn 2 thập kỷ qua. Làng Việt Nam được xây dựng ở chính quê hương của ông, rồi bản thân ông cũng được chính phủ trao tặng bộ kỷ niệm chương quý giá sau những thành công ở mảnh đất hình chữ S. Ông Park chính là cầu nối của hai nền văn hóa Việt Hàn. Hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo vào bóng đá Việt Nam không phải chỉ dừng lại ở mức đoàn người kéo dài từ sân bay Nội Bài tới nhà khách chính phủ, mà hơn hết, những chiến binh sao vàng đã xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo quốc tế. Nhiều ông lớn châu Á thậm chí còn phải e ngại nếu phải đụng độ với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Như thế để thấy ông Park đang có mọi thứ ở Việt Nam, từ sự nghiệp, danh tiếng cho đến sự hạnh phúc. Chẳng có lý do gì mà ông rứt áo ra đi vào lúc này. Suy cho cùng, Việt Nam vẫn sẽ là sự lựa chọn tất yếu của ông. Đứng trên phương diện của một người yêu mến môn thể thao vua, chúng ta hoàn toàn hy vọng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.